Mỹ có Captain America vậy ở Pháp có gì? Cedric đã tới thử vai hôm nay để mở mang tầm mắt. Nhà sản xuất chuẩn bị một kịch bản cho anh ngay trên bàn. Hãy để nước Pháp cũng có những siêu anh hùng. Cedric lo lắng điều này sẽ bị kiện. Không, nước Mỹ có áo choàng, của chúng ta thì không. Còn siêu năng lực thì sao? Chúng ta làm một bộ phim thích hợp với ngân sách nhỏ. Chỉ cần một số thiết bị nhỏ và một chiếc xe dân sự. Ngay cả như vậy họ vẫn thuê một tên tuổi lớn đóng vai Joker là Alien. Sau buổi hôm đó, Cedric lại giao đồ ăn để kiếm sống. Trùng hợp thay một ông lão đã bị giật túi sách ngay trên đường. Thế là ông lão liền thúc giục Cedric hãy đuổi theo tên trộm. Cedric nói mình đang vội không đuổi theo nên đã bị lão đánh không thương tiếc. Bất lực anh trèo qua tường thì lại bị ông già móc trúng quần. Sau khi tiếp đất, Cedric thấy rằng đây là một trường mẫu giáo. Và thế là xong, Cedric bị đưa đến đồn cảnh sát vì tội ngang nhiên dắt chim đi dạo. May mắn trưởng phòng cảnh sát chính là cha của Cedric. Nhờ vậy mà anh ấy mới có thể dễ dàng rời khỏi đây. Cedric có hai người bạn thân nhất. Một người là người kiểm tra ma túy Seth, kiếm tiền bằng cách dùng thử một số loại thuốc và mô tả về tính chất của nó. Người còn lại là Adam, một chủ nhà chuyên nghiệp giàu có. Còn người phụ nữ kế bên anh ta chính là mẹ của Seth. Phải công nhận gu của Adam có hơi mặn chút xíu khi yêu mẹ của bạn mình. Ngày hôm nay Cedric nhận được cuộc gọi từ nhà sản xuất. Cô ấy nói họ đã có hai người phù hợp thử vai. Đó chính là Cedric và một người khác tên là Ludovic. Những người bạn của Cedric đều rất vui khi anh được thử vai cho bộ phim. Nhà sản xuất ngay lập tức gọi cho Ludovic. Sau khi được thông báo đã vượt qua buổi thử giọng thì anh chàng rất hào hứng. Phải nói là một tương lai tươi sáng lạng luôn. Không biết anh chàng còn đóng phim được không nữa. Nửa phút sau Cedric nhận được cuộc gọi từ nhà sản xuất. Họ đã phải thay đổi vai chính đột xuất. Và Cedric đã được chọn là người đóng vai Batman. Trước khi bộ phim bắt đầu anh đã tích cực luyện tập hàng ngày để tăng cường cơ bắp. Trong ngày quay đầu tiên Cedric không thể dừng việc chia sẻ việc này với người chị của mình. Cảnh quay đầu tiên được bắt đầu là Joker đang thực hiện một thỏa thuận bất chính. Lúc này Cedric trong vai Batman xuất hiện hạ ngục đám thuộc hạ của hắn. Phải nói là không một động tác thừa nào của Cedric luôn. Tuy nhiên đến phân cảnh bị một tên khác áp sát dí súng, Cedric liền kích hoạt tên lửa từ chiếc xe phi tới, nhưng lại là một cái tên lửa đồ chơi. Điều này khiến đạo diễn không thể hài lòng chút nào, buộc phải diễn lại cảnh đó. Sau khi quay phim, Cedric nhận được một tin nhắn từ chị gái của mình. Ông già sắp chết rồi, về chia tài sản nhanh lên. Ngay lập tức Cedric đã lấy luôn chiếc xe Batmobile để đóng phim chạy thẳng tới bệnh viện. Anh không biết rằng một nhân viên đang sửa điều khiển từ xa cho quả bom trên xe. Anh ta lỡ kích hoạt làm chiếc xe tăng tốc một cách tối đa. Cứ như vậy Cedric đã gặp tai nạn ngay sau đó. Lúc này Cedric dần tỉnh lại sau khi cú va chạm. Khi cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp thì Cedric lại không nhớ mình là ai. Lúc này anh lại thấy một túi tiền bên cạnh và một khẩu súng lục. Cedric tắt máy lập tức đi ra thì thấy xe đã tông thẳng vào máy ATM. Ngoài ra còn có một hình nộm nằm trong cốp xe. Nhưng Cedric lại nghĩ tất cả là thật, rằng mình đã giết người. Anh nghĩ mình chính là một tên giết người cướp tài sản. Thấy cảnh sát đến, Cedric lập tức nhảy qua tường bỏ chạy. Cảnh sát vội lần theo dấu vết nhưng Cedric đã trốn trên một cái cây. Đúng lúc này một vài chú ong nhỏ chui ra khỏi tổ hôn hít chiếc mũi của anh chàng. Cedric liền đội mũ trùm đầu và nhảy xuống dưới, nhưng lại vô tình làm tổ ong rơi trúng đầu viên cảnh sát. Trong cơn hoảng loạn, khẩu súng điện trên tay rơi xuống đất đập vào chân Cedric. Còn viên cảnh sát đã nhảy xuống nước. Lúc này Cedric nhặt súng lên muốn trả lại, nhưng lúc này còn một người cảnh sát đã nhìn thấy anh. Cedric hoảng loạn bắn súng trúng anh ta rơi thẳng xuống hồ. Thế là một dòng điện đã làm tê liệt tất cả những sinh vật có trong hồ này. Ngày hôm sau ông già của Cedric vẫn chưa chết. May mắn là ông đã được cứu vào ngày hôm qua. Nhưng mà cha và chị gái Cedric đã nhận được một tin buồn. Cô nhận được một cuộc gọi từ đoàn làm phim. Họ nói rằng Cedric đã lấy trộm xe của cả nhóm và bỏ chạy. Theo tin tức thì chiếc xe của người đàn ông bí ẩn được tìm thấy trên đường. Nghe vậy chị gái Cedric ngay lập tức đến gặp anh ấy. Họ không tin rằng Cedric phạm tội. Hơn nữa Seth đang thử thuốc gây ra ảo giác. Anh chàng nhìn thấy ai trước mặt cũng sẽ có ảo tưởng rằng họ đang vui vẻ. Hai người phụ nữ đang vui vẻ cho nhau nên sát khó mà tin vào mắt mình được. Lúc này chị gái theo tín hiệu điện thoại di động của Cedric nên tìm tới. Ngay lập tức họ đến một ngôi nhà hỏi về Cedric. Nhưng chủ nhà liền do dự và thậm chí còn đóng cửa lại. Thế là anh chàng lập tức bị chị Cedric cho một trận và trói hết người nhà anh ta lại. Cô bắt đầu hành hạ anh chàng chủ nhà trước bằng cách bơm căng chiếc đỉnh của anh ta đang mặc. Vì sợ nó sẽ phát nổ nên cuối cùng anh chàng cũng khai sự thật. Đó là một câu chuyện đáng kinh ngạc xảy ra vào đêm hôm qua. Anh ta thấy Cedric trên đường với một túi tiền trong tay. Gia đình họ đã nảy lòng tham khi thấy số tiền đó. Họ biết Cedric đang mất trí nhớ nên đã giả làm người thân của anh chàng để chia tiền. Khi Cedric mở chiếc đồng hồ đạo cụ đóng phim, anh nhìn thấy hình ảnh của mình chụp chung với người phụ nữ và nghĩ đó là vợ mình thật. Cedric còn đọc được tờ báo về Batman đã chiến đấu với bọn cướp ngân hàng. Nơi ở của Joker làm ra việc đó vẫn chưa được tiết lộ. Nhìn vào bộ quần áo trên mình, Cedric nghĩ rằng mình thực sự là Batman. Khi anh vô tình chạm vào đồng hồ đã xuất hiện video cosplayer quản gia đang giới thiệu sơ qua về sức mạnh của bộ giáp này trên người Cedric. Sau đó là cảnh Joker đã bắt vợ con anh ta trong cảnh quay. Cedric luôn nghĩ mọi chuyện là thật nên đã sẵn sàng giải cứu họ. Anh chọn cách nhảy qua cửa sổ cho ngầu nhưng không thành công. Thôi thì đánh đi như người bình thường vậy. Trở lại lúc này, chị của Cedric đã đọc được lá thư anh để lại và hiểu chuyện tất cả. Cedric có vẻ như thực sự nghĩ mình là một siêu anh hùng. Khi họ rời đi thì con mèo cũng không tha cho anh chàng chủ nhà yên ổn.
Lúc này Cedric đang quá giang trên đường. Sau đó anh được lên nhờ xe của một nữ phóng viên tên là Lo. Cedric đã không ngần ngại chia sẻ mình đang tìm biệt thự gã Joker để giải cứu vợ. Thật trùng hợp chị gái anh và những người khác đã bắt gặp anh chàng. Khi chị gái và những người bạn vẫy tay chào khiến Cedric rất bối rối, vì anh nghĩ rằng họ chính là fan hâm mộ của mình. Sau đó một con chó xuất hiện trên đường, mà Seth lại bị ảo giác và nhìn thấy đó là mẹ mình. Kết quả anh đã kéo vô lăng làm cả chiếc xe lao thẳng xuống bên đường. Lúc này Lo đang nhận được cuộc gọi nói rằng một tên côn đồ đang cướp ngân hàng ở một nơi nào đó. Cô lập tức lái xe đến nơi và ra khỏi xe để chụp ảnh. Nhưng sau đó cô đã bị bọn cướp bắt làm con tin. Chứng kiến tất cả những điều này, Cedric chợt thức tỉnh bảy giác quan về sứ mệnh. Anh nhận ra mình cần phải hành động ngay lúc này cứu cô ấy. Nhưng quân tử động khẩu không động thủ. Cedric đã dành nửa giờ giáo dục nhân cách cho tên cướp bên ngoài xe hơi. Nhưng hắn liền rút súng ra buộc anh cũng rút súng chuẩn bị xung trận. Nhưng trong lúc giằng co anh lại đập đầu té ngửa. Tên cướp tiếp tục ná đạn tới nhưng lại không thể xuyên qua bộ giáp của anh. Chính Cedric cũng bất ngờ với trang phục này của mình. Sau đó anh và tên cướp đành chuyển qua chiến đấu tay đôi. Lo muốn ra tay giúp đỡ nhưng lại vô tình bị cửa xe đập cho ong đầu. Cô chọn đi lên cửa trên trần, thì cột đèn vô tình trúng đạn lại hôn trúng đầu cô. Mãi rồi cô mới chui ra khỏi cốp xe ngồi trên ống nước cứu hỏa. Thế là nó lại trúng đạn hất tung cô lên không trung. Lúc này Cedric đang bị siết cổ, thì một con ong trên vai anh đã chui thẳng vào mồm tên trộm. Thế là anh đã đánh bại hắn rồi bỏ trốn cùng Lo. Nhưng Cedric không biết rằng vụ trộm chính là do tên tội phạm khét tiếng Ivan lên kế hoạch. Trước sự tò mò của Lo thì Cedric đành giải thích theo những gì anh ấy nhớ. Lo nhất thời khó chấp nhận được nhưng cũng tạm tin là vậy. Lúc này mục tiêu tiếp theo là đi giải cứu vợ trong phim của Cedric. Anh chọn cách leo lên cây để tìm hướng. Lúc này Lo nhìn thấy vẻ hùng hồn của Cedric cũng ngưỡng mộ. Cô còn đề nghị một nụ hôn để cảm ơn anh đã cứu mạng. Thế là anh đã mô phỏng lại nụ hôn treo ngược như nhện Toby đã làm. Nhưng bất chợt anh bị trượt xuống còn cái quần vẫn dính trên cây. Cuối cùng thì mình cũng hiểu tại sao các siêu anh hùng hay mặc quần lót bên ngoài. Lúc này Ivan đã cùng đồng bọn của hắn tìm tới đây. Cedric và Lo liền nhanh chóng bỏ chạy tới một buổi quyên góp từ thiện. Lúc này đang có những đứa trẻ biểu diễn trên sân khấu. Sự xuất hiện của Cedric và Lo làm đảo lộn mọi thứ ở đây. Khi băng qua sân khấu anh bị mắc lại bởi khúc cây. Hậu quả của việc cố chấp là làm gãy cả sân khấu và hạ đo ván lũ trẻ. Đúng lúc Wolverine pha ke ra khỏi xe để trả đứa bé, thì Cedric đã cướp xe anh ta để đón Lo. Tuy nhiên lại lùi xe chúng cô ấy hạ ngục luôn hai viên cảnh sát. Thế là anh đành để cô ấy lại tự mình chạy đi để thu hút đám cướp đang đuổi theo. Tối đó Cedric đã tới được dinh thự của Alan trong vai Joker. Cedric lạnh lùng phóng dây cáp từ cánh tay tới nhưng lại vô tình bay luôn một tay áo. Thôi thì đành vật vã trèo qua tường để vào trong vậy. Tại đây anh còn trông thấy một con chim ưng của Joker. Nghĩ rằng đây sẽ có nhiều máy quay nên Cedric quyết định sẽ ngắt hết điện. Thế méo nào vòi phun nước trong vườn hướng tới làm điện giật bắn cả người anh ra sau. Khi Cedric lẻn vào nhà Joker thì đèn đột nhiên bật sáng. Một nhóm người ăn mặc lộng lẫy cũng xuất hiện để chúc mừng sinh nhật của Alan. Trang phục của Cedric không bị thu hút quá nhiều ở đây. Lúc này anh đã thấy vợ mình trong cảnh phim cũng đang có mặt tại đây. Thực chất cô chính là vợ của Alan. Mà Cedric không hay biết cứ nghĩ cô ấy đã phản bội mình chỉ trong vài ngày. Thế là anh buồn bã trốn ở một góc không có ai xung quanh. Lúc này Cedric tìm thấy đứa con của Alan mà anh cứ nghĩ nó là con của mình. Anh còn giải thích mình chính là cha của nó, chứ không phải là gã Joker như trên tờ báo. Bất ngờ lúc này vợ Alan muốn đi vào trong. Nhưng Cedric đã nói mình sẽ ngăn âm mưu của cô và Joker lại. Bởi anh nghĩ họ đang bắt cóc đứa con mình. Khi Alan tìm đến bên ngoài cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Sau một lúc tranh luận, Cedric quyết định sẽ mang đứa bé rời khỏi đây. Vì không có lối thoát nào nên anh đã ném nó xuống dưới hồ bơi. Chưa kịp để thằng nhỏ bơi khỏi đó thì anh đã nhảy xuống theo cùng. May mắn là thằng nhỏ vẫn còn sống và hai người họ đã rời khỏi đây bằng ô tô. Vừa đi Cedric vừa giải thích mọi việc cho đứa bé. Nhưng vì vậy mà anh bất cẩn đâm trúng tảng đá bên đường hất văng nó khỏi xe. Lúc này cảnh sát nhận được tin báo. Ngay lập tức chính cha của Cedric đã tìm đến hiện trường. Bên này anh và đứa trẻ vẫn sống sót đang trốn vào rừng và tìm thấy một ngôi nhà trống. Trong lúc anh đang cố gắng mở cửa thì con chim ưng của Alan đã mang đứa bé đi. Ngay sau đó cha anh là Michel đã tìm tới và cả hai nhanh chóng lao vào ẩu đả. Giữa hiệp Michel nổ súng khiến Cedric đứng hình nhưng may đó là súng giả. Nhân cơ hội Michel đã một đấm hạ ngục anh. Tuy nhiên khi tháo mặt nạ ra thì ông mới nhận ra đó là thằng con ngáo đá của mình. Thế là ông liền quay ra báo cấp dưới tên tội phạm đã bỏ chạy. Quả nhiên khi quay lại thì anh đã chạy khỏi đó. Ngay khi ra khỏi khu rừng thì Cedric đã bắt gặp nhóm chị gái anh. Họ đưa anh đến phim trường nói anh chẳng có vợ con nào cả. Tuy nhiên Cedric không tin và đẩy chị gái mình ra đúng cái kệ với đống bột xanh rơi xuống. Sau đó cô phải lấy điện thoại của Cedric ra, bên trong có rất nhiều những bức ảnh làm Cedric dần đánh thức ký ức của chính mình. Lúc này thì anh mới lo lắng không biết là mình có nên ra đầu thú hay không. Nhưng bất ngờ gã Ivan đã đuổi tới đây. Thì ra hắn muốn lấy lại số tiền ngân hàng mà Cedric đã cướp. Khi hắn giơ súng ra anh đã kích hoạt móc câu hất khẩu súng lục vào lỗ thông hơi rơi qua hộp vũ khí bên dưới. Bây giờ không có súng nên Ivan đề nghị sẽ chơi solo. Nhưng anh kêu đéo vì bọn tao có đông người. Chị gái Cedric liền đưa cho anh một cây búa cho anh ấy trở thành tho. Seth liền đội mặt nạ cơ khí và súng phun lửa biến thành phiên bản người sắt. Anh chàng Adam liền nhặt nắp thùng rác trở thành đội trưởng Mỹ. Còn chị gái của Cedric tất nhiên sẽ là CH.
Sau khi lên đổ cả nhóm lao tới như biệt đội Avenger vậy. Nhưng Cedric vừa giơ búa thì đầu của nó đã rơi ra trúng ngay mặt Adam, làm nắp thùng rác vô tình bay ngang mặt cô chị gái. Cô vô tình kéo cần gạt làm bao cát đánh trúng Seth hất bay anh ta. Tuy nhiên anh lại rơi vào thùng pháo hoa làm chúng được kích nổ. Chúng thậm chí còn bay tới một nhà thờ bên cạnh và gây ra thiệt hại không hề nhỏ chút nào. Cedric lại hóa thân thành Batman lao vào chiến đấu với Ivan. Thậm chí miếng xốp rơi trên đèn cũng tạo ra cảnh Batman xuất hiện thường thấy. Tuy nhiên rất nhanh sau đó anh đã bị Ivan khống chế lại. Sau đó tung một đấm choáng váng nhưng may bên dưới chỉ là đạo cụ quay phim mà thôi. Sau một cuộc chiến cảnh sát cuối cùng đã đến. Chỉ còn một người đang mặc trang phục Batman tại đó là Michen xấu hổ quay mặt đi. Nhưng khi họ tháo mặt nạ ra thì đó lại là Ivan. Còn Cedric và những người khác đang ở một nơi an toàn theo dõi tất cả. Lúc này Seth trông thấy con chim ưng đang mang theo một đứa trẻ. Thế là anh vẫn tưởng mình đang gặp ảo giác, nên quyết định bỏ lọ thuốc trên tay ngay lập tức. Sau đó Cedric tìm đến nhà của Lo để giải thích. Tại đây anh thấy một chậu hoa tình yêu quen thuộc. Ký ức đột ngột ùa về khiến Cedric cuối cùng cũng nhớ ra Lo chính là vợ cũ của mình. Khi gặp mặt cô cũng thành thật và nói cô đã hỏi bác sĩ suốt thời gian qua để tìm cách giải quyết chứng mất trí nhớ của Cedric. Cô rất đau lòng vì anh ấy đã quên mình, nhưng cũng rất vui vì giờ Cedric đã nhớ lại. Sau khi cả hai thành thật thì họ đã quyết định quay lại với nhau. Lúc này trên TV đưa tin có một vụ nổ súng thật trong đoàn làm phim của Cedric từng làm đó. Một diễn viên bị bắn vào mông và vụ việc vẫn đang được điều tra. Và con trai của Alan đã được tìm thấy treo trên một tòa nhà. Cuối cùng thì bộ phim của Cedric đóng cũng đạt được thành công lớn. Bởi vì khi Ivan bị bắt thì hắn đang mặc trang phục Batman nên đã tạo ra một hiệu ứng truyền thông tốt. Vậy là bộ phim tấu hề của Pháp tới đây cũng đã kết thúc rồi. Anh em nào thấy hay thì đừng quên để lại cho Búng một đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những video mới nhất.